Methylamine là chất khí không màu, mùi khai giống ammonia và có pha lẫn mùi cá. Trong các phòng thí nghiệm, người ta thường dùng dung dịch methylamine từ 30 đến 40% trong methanol, ethanol, tetrahydrofuran hoặc nước. Hóa học Aberkour sẽ thực hiện 4 thí nghiệm của methylamine với quỷ tím, dung dịch hydrochloric acid, dung dịch copper 2 sulfate và dung dịch iron 3 chloride. Hy vọng video sẽ giúp ích được cho các bạn. Dung dịch methylamine. Như các bạn đã thấy, tôi đang sử dụng loại dung dịch methylamine trong ethanol, nồng độ khoảng 20%. Thí nghiệm 1. Methylamine với quỷ tím. Nhỏ một ít nước cất lên giấy quỷ tím. Hiện tượng. Hơi methylamine làm quỷ tím ẩm chuyển sang màu xanh. Điều này chứng tỏ dung dịch thu được có môi trường kiềm. Kết luận. Sau khi tan trong nước, một phần methylamine tác dụng với nước cho dung dịch có môi trường kiềm. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Thí nghiệm 2. Methylamine với hydrochloric acid. Nước cất. Dung dịch phenolphthalein. Dung dịch methylamine. Methylamine tan trong nước tạo ra dung dịch có môi trường kiềm, nên làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng. Dung dịch hydrochloric acid. Màu hồng đang mất dần, chứng tỏ đã có phản ứng xảy ra giữa methylamine và hydrochloric acid. Nếu CH3NH2 và HCl tác dụng với nhau ở dạng khí thì sao nhỉ? CH3NH2 và HCl là những chất dễ bay hơi. Ở thể khí, chúng phản ứng với nhau tạo ra lớp khói trắng là những tinh thể methyl ammonium chloride. Kết luận,
CH3NH2 tác dụng được với HCl ở cả dạng dung dịch và dạng khí. Ở dạng khí, chúng phản ứng với nhau tạo ra lớp khói trắng là những tinh thể methyl ammonium chloride. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Thí nghiệm 3. Methylamine với dung dịch copper 2 sulfate. Dung dịch methylamine. Dung dịch copper 2 sulfate. Đầu tiên là dung dịch copper 2 sulfate. Tiếp đến là dung dịch methylamine. Kết tủa màu lục lam là copper 2 hydroxide. Thêm tiếp dung dịch methylamine vào. Xuất hiện màu lam đậm do tạo phức chất. Kết tủa đã bị hòa tan hoàn toàn. Kết luận: sau khi nhỏ từ từ dung dịch methylamine và dung dịch copper 2 sulfate, ban đầu thu được kết tủa copper 2 hydroxide, màu lục lam, hay còn gọi là màu xanh lơ. Sau đó kết tủa bị hòa tan tạo ra dung dịch phức, tetramethyl ammonium copper 2 dehydroxide. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Thí nghiệm 4. Methylamine với dung dịch iron 3 chloride. Dung dịch methylamine. Dung dịch iron 3 chloride. Đầu tiên là dung dịch methylamine. Tiếp đến là dung dịch iron 3 chloride. Kết tủa màu nâu đỏ là iron 3 hydroxide. Kết luận:
Dung dịch methylamine tác dụng với dung dịch iron 3 chloride, thu được kết tủa màu đỏ nâu là iron 3 hydroxide. Phương trình hóa học xảy ra như sau.